Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Giải mã bí ẩn về cuộc đời tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, từ tuổi 60 sẽ xuất hiện dấu hiệu vàng, giúp cho quý mệnh chủ giàu có và an nhàn tới già. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 thân mến, theo các nhà tử vi học phương Đông tiết lộ, sau 60 tuổi quý mệnh chủ tuổi Ất Tỵ 1965, nhiều khó khăn trong vận trình hung tinh chờ trực chuẩn bị giáng xuống đầu. Tuy nhiên, nếu nắm bắt được cơ hội vàng này, thì quý mệnh chủ sẽ xoay chuyển được vận mệnh của mình. Từ đó tiền bạc sẽ kéo đến ầm ầm, cuộc sống hàng ngày dư giả tiền tiêu, trả sạch nợ nần, giàu sang hết phần thiên hạ mà mọi người chẳng hiểu vì sao. Vậy cơ hội đó là gì? Vận trình tuổi Ất Tỵ sau 60 tuổi sẽ có biến động ra sao? Thì xin mời quý khán giả hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi tìm hiểu chi tiết cụ thể ngay sau đây nhé! Đầu tiên, tổng quan tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Khôn ngoan chính là đặc điểm tính cách nổi bật của những người tuổi Ất Tỵ. Điều này được thể hiện qua cách đối nhân xử thế, là tài ăn nói cực kỳ có sức thuyết phục. Bên cạnh đó, họ biết cách tận dụng mọi ưu thế của bản thân để đạt được các mục tiêu trong cuộc sống. Trên thực tế, sự không khéo của tuổi Ất Tỵ chính là thành quả sau những tháng ngày thăng trầm. Càng trải qua nhiều khó khăn thì lại càng tích lũy được nhiều kiến thức thực tiễn. Chính vì thế, mọi người thường coi họ là những kho kinh nghiệm sống đáng để học hỏi. Người tuổi Ất Tỵ có nhiều ham muốn, tham vọng trong công việc, luôn tập trung cao độ, có chí tiến thủ và thích thể hiện năng lực của bản thân. Tuổi Ất Tỵ thích hợp với những công việc như lao động trí óc, đòi hỏi sự thông minh và đầu óc suy luận logic, sáng tạo. Rắn là loài động vật rất khôn ngoan và kiên nhẫn, vì vậy họ luôn biết cách quan sát và chờ đợi. Vậy nên người tuổi Ất Tỵ rất kín đáo, bình tĩnh, bảo thủ và bí ẩn. Nhiều người thông thái và hiểu biết triết học một cách sâu sắc về những đổi thay của cuộc đời trong mối quan hệ với mọi người. Họ ưa thích chiếm hữu và yêu cầu người khác rất cao. Trong các mối quan hệ, tuổi Ất Tỵ luôn có một sự hồ nghi cảnh giác. Họ thích biểu đạt sự bất mãn bằng vẻ chống đối, lạnh lùng chứ không mỉa mai cay nghiệt hoặc cãi và nặng lời. Người tuổi Ất Tỵ thích đánh cho kẻ địch một đòn chí mạng, rồi tiêu diệt đến tận gốc rễ. Những người cầm tinh con rắn luôn độc lập và khá tự tin vào chính bản thân mình, thường không quan tâm là người khác nghĩ gì, họ có phong cách riêng, sống hào phóng và nhiệt tình. Một số nét tính cách tiêu biểu của người tuổi Ất Tỵ là gọn gàng và chính xác, có năng khiếu riêng, rất thông minh sâu sắc, nhanh trí, giỏi giao tiếp, nhạy cảm, hay ghen, thích chủ động, nhanh nhẹn, thích phiêu lưu, can đảm, bình tĩnh và ý chí mạnh mẽ. Dù có nhiều ưu điểm nhưng tuổi Ất Tỵ cũng có một số nhược điểm như không kiên định với lập trường vào những mục tiêu đã đề ra. Khi gặp khó khăn thì dễ chán nản bỏ cuộc giữa chừng. Mặt trái trong tính cách linh hoạt của người tuổi Ất Tỵ đó là làm việc không có nguyên tắc. Điều này có thể khiến cho người khác mất đi sự tin tưởng vào tuổi Ất Tỵ. Tuổi Ất Tỵ nhớ lâu, thù dai nên họ có thể nhẫn nhịn rất lâu để chờ cơ hội báo thù. Xem tử vi thấy rằng Ất Tỵ nam mệnh có cuộc sống suôn sẻ thuận lợi, cuộc sống được no đủ nhưng lại thường xuyên lo âu bất an. Khi trẻ tuổi cũng phải trải qua nhiều gian truân, cho đến hậu vận mới được thảnh thơi dễ chịu. Những người này có số hưởng thọ từ 72 tuổi đến 85 tuổi. Nếu sống hiền lương, lương thiện, làm nhiều việc tốt, tích nhiều phúc đức thì tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Nữ mệnh Ất Tỵ thì cuộc đời vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, mọi sự được như ý nguyện, ít khi gặp phải rủi ro trắc trở. Nếu có gặp phải khó khăn cũng luôn được bạn bè, người thân, quý nhân phù trợ giúp đỡ trong công việc và cuộc sống. Những người này có số hưởng thọ từ 73 tuổi đến 90 tuổi. Nếu ăn ở hiền lương, làm nhiều điều thiện, tích nhiều phúc đức thì tự khắc được gia tăng tuổi thọ. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, người tuổi Ất Tỵ rất thông minh, có vốn tri thức phong phú ngay từ khi còn nhỏ.
đã chăm chỉ học hành trau dồi kiến thức với đầu óc tư duy linh hoạt, là người có hiểu biết phong phú về rất nhiều lĩnh vực, vậy nên mọi người gọi là những nhân tài trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, cũng không phải là nói quá. Chứ kiến thức dù có phức tạp đến mấy, thì bản thân họ vẫn sẽ cố gắng để lĩnh hội một cách đầy đủ nhất, không ngại khó, ngại khổ, khi đào sâu nghiên cứu một vấn đề tri thức. Những ưu điểm này sẽ giúp cho Ất Tỵ gặt hái được thành công trong các ngành nghề chuyên về lao động, trí óc hơn là lao động chân tay. Tuy không thích giao tiếp, nhưng người tuổi Ất Tỵ vẫn có tài ăn nói khéo léo, trong trường hợp cần thiết họ vẫn có thể trình bày quan điểm cá nhân một cách rõ ràng, đồng thời thuyết phục với mọi người rằng ý kiến của họ là vượt trội nhất, khả năng phản biện tài tình, có thể giúp họ thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất, vậy nên rất có thể sẽ trở thành bậc vĩ nhân trong các lĩnh vực như triết học, chính trị, tâm lý học, vì những công việc trong các lĩnh vực này sẽ giúp tuổi Ất Tỵ có thể phát huy tối đa tài năng và trí tuệ của bản thân. Phong cách làm việc của người tuổi Ất Tỵ lúc nào cũng chuyên nghiệp và độc đáo, với khả năng tập trung hơn người thì có thể hoàn thành công việc một cách xuất sắc chỉ trong thời gian ngắn đáng kinh ngạc. Tuổi Ất Tỵ luôn kiên định với những kế hoạch đã đề ra ban đầu và sẽ tự hạn định thời gian thực hiện một cách chặt chẽ. Dù có chịu bao nhiêu lời đàm tiếu thì vẫn quyết tâm tiếp tục làm việc cho đến khi đạt được mục tiêu cuối cùng. Họ sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm và sửa đổi bản thân mỗi khi gây ra sai sót trong công việc. Vì luôn có thái độ lạnh lùng nên tuổi Ất Tỵ thường bị hiểu nhầm là những người thụ động khi làm việc. Trên thực tế là người có trí tưởng tượng phong phú và rất nhiều sáng kiến, giàu tính sáng tạo cùng với gu thẩm mỹ độc đáo. Những ưu thế này chính là chìa khóa giúp họ chinh phục đỉnh cao trong các lĩnh vực như thiết kế thời trang, nghệ thuật. Nhờ có trực giác nhạy bén và tài phân tích kỹ lưỡng mà tuổi Ất Tỵ có thể phán đoán được các tình huống sắp phát sinh, vốn là con người kín đáo, mà họ sẽ âm thầm chuẩn bị phương án đối phó trong mọi tình huống. Những người cạnh tranh với họ sẽ phải lúng túng bởi những chiêu bài để tung ra ngay trong thời điểm cuối cùng. Bản lĩnh và sự tự tin giúp những người tuổi Ất Tỵ không bao giờ bị rơi vào bẫy của kẻ thù. Nhờ vào những điều này họ có thể trở thành nhà lãnh đạo tài ba. Người tuổi Ất Tỵ luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, thích đạt được thành tích cao trong công việc, không chỉ khắt khe với chính bản thân mà còn có yêu cầu cực kỳ cao với nhân viên, luôn sẵn sàng hy sinh thời gian, công sức và trí tuệ để đánh đổi được kết quả làm việc xuất sắc nhất. Do đó họ sẽ không bao giờ gây ra những sai lầm nghiêm trọng trên con đường sự nghiệp. Nhược điểm của người tuổi Ất Tỵ trong công việc là đa nghi quá mức, họ rất ít khi thật sự đặt lòng tin vào những người cộng sự của mình. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới khả năng phán đoán tình huống, thậm chí cũng có thể vô tình tổn hại đến mối quan hệ với các đồng nghiệp chỉ vì những nghi ngờ vô lý. Những nhân viên sẽ luôn cảm thấy ngột ngạt khi phải làm việc với một lãnh đạo hay nghi ngờ. Để khắc phục điều này thì cần phải học cách tin tưởng và cởi mở với mọi người xung quanh. Tuổi Ất Tỵ có lộc cách, cho nên đi theo con đường kinh doanh thì có thể thu được nhiều lợi nhuận. Ngoài ra, các lĩnh vực mới như điện tử, công nghệ, viễn thông đều có thể giúp cho Ất Tỵ đạt được vinh quang. Mang trong mình thuộc tính khai mở ánh sáng, nên những người mệnh này làm công tác giáo dục, điều tra, khám phá nghiên cứu khoa học thường có thành tựu cao. Một số người của mệnh này có thể trở thành những người nông dân kiểu mới trong thời đại, hay một người thợ có tay nghề chuyên môn cao. Đối với tiền bạc thì tuổi Ất Tỵ gặp nhiều thuận lợi, vì có tính tiêu hoang nên dù kiếm tiền tốt thì vẫn bị hao tốn, lại hay giúp đỡ cho người thân, về cơ bản cuộc sống của họ đều khá giả hơn người. Nữ mệnh Ất Tỵ có lòng thương người, nhân từ và bác ái, do đó tuổi Ất Tỵ rất chăm đi làm điều thiện, giúp ai thì giúp rất tận tình. Ngoài những đức tính tốt như vậy thì tính tình lại khá nóng tính, thế nhưng lại được trời phú cho một trí tuệ thông minh hơn người. Cho dù có tiếp cận vấn đề sự việc kém, thế nhưng lại giải quyết vấn đề rất nhanh. Do vậy, những nghề hợp với nữ Ất Tỵ như giáo viên, giáo sư hay thanh tra thẩm phán. Nam mệnh Ất Tỵ tuy nóng tính nhưng lại có suy nghĩ tích cực, có nhiều sáng kiến, thế nên họ chính là một hình mẫu mà ai chơi với họ cũng rút được nhiều bài học và kinh nghiệm. Có điều, vì hay cậy mình tài mà vì thế rất cao ngạo, ngông cuồng, do đó tuổi Ất Tỵ rất thích hợp khi làm kinh doanh. Làm người nông dân thì mát tay, làm người công nhân kỹ sư thì đều có tay nghề cao. Nam mệnh tuổi Hợp làm ăn, trong công việc Ất Tỵ nam mệnh nên lựa chọn các tuổi hợp với mình. Về đường công danh tài lộc là Ất Tỵ, Ất Tỵ và Quý Sửu, những tuổi này sẽ giúp cho người tuổi Ất Tỵ được suôn sẻ thuận lợi, ít gặp khó khăn trở ngại, thu về nhiều tài lộc. Tuổi Đại Kỵ là Mậu Thân, Giáp Dần, Canh Thân và Nhâm Dần là những tuổi xung khắc với Ất Tỵ nam mệnh, quý mệnh chủ không nên kết duyên hay cộng tác làm ăn với những tuổi này, sẽ tránh được những khó khăn bất lợi. Nếu chót lỡ yêu thương nhau rồi mới biết phạm tuổi Đại Kỵ mà vẫn muốn tiến tới hôn nhân, thì hai người không được tổ chức cưới linh đình mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống đến trọn đời.
Nữ mệnh tuổi hợp làm ăn, Ất Tỵ, Ất Tỵ và Quý Sửu là những tuổi thích hợp nhất để tuổi Ất Tỵ nữ mệnh hồn hợp làm ăn đầu tư. Kết hợp với những tuổi này, mọi chuyện luôn gặp may mắn thuận lợi, không lo sụp đổ hay thất bại, thu về nhiều tiền tài, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Tuổi Đại Kỵ là tuổi Mậu Thân, Giáp Dần, Canh Thân, Nhâm Dần là những tuổi xung khắc với Ất Tỵ nữ mệnh. Quý mệnh chủ không nên kết hôn hay hợp tác làm ăn với những tuổi này, sẽ tránh được cảnh thua lỗ hay gặp thất bại trong công việc, tình duyên giang dở. Nếu chót yêu thương nhau rồi mới biết phạm tuổi Đại Kỵ mà vẫn muốn kết duyên thì không được tổ chức cưới hỏi linh đình rầm rộ, mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở lương thiện, làm nhiều việc tốt, tích phúc, tích đức thì mọi tai ương sẽ được hóa giải. Ngày giờ xuất hành hợp nhất với tuổi Ất Tỵ, đặc biệt là chuyện lớn, quan trọng thì nữ mệnh Ất Tỵ nên xuất hành vào giờ lẻ, ngày chẵn và tháng chẵn sẽ được mọi sự như ý, đại cát đại lợi, không phải lo lắng bất cứ chuyện gì, thành quả thu về thì ngoài sự mong đợi. Xét về phương diện tài lộc, kiếm được tiền là do phát tài phát lộc, song biết giữ tiền chi tiêu ít cũng là một dạng phát tài, nhờ quan hệ xã hội tốt, chính vì vậy mà tài lộc cũng không tồi. Cả đời sung túc không lo cơm áo, bản tính lạc quan yêu đời, nhờ duyên tốt lại không bao giờ so tính thiệt hơn, mỗi khi tiền bạc dư giả thì sẽ nghĩ ngay cách để ăn tiêu. Nhiều khi hoang tàn vung tay quá chán, khi còn trẻ thường hay lãng phí tiền bạc, tới khi kết hôn thì dần dần mới nhận thức được tầm quan trọng của đồng tiền. Hậu vận kinh tế dần khấm khá, bản thân mệnh cách tuổi Ất Tỵ đã có số vượng tài, đặc biệt là sau 60 tuổi, sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ. Quý mệnh chủ cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rất rõ điều này, công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng, chỉ cần chăm chỉ làm việc không lo thiếu tiền xài. Muốn có hoạnh tài bất ngờ, quý mệnh chủ có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc hay bất động sản. Có điều trước khi làm bất cứ việc gì thì hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt, có như thế thì cơ hội thành công sẽ cao hơn. Từ nay trở đi, nên tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Nếu chưa sắp xếp được thời gian thì hãy dồn công sức cho một việc, chắc chắn thành công sẽ lớn hơn là phân tán. Dù hứa hẹn có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, nhưng quý mệnh chủ cũng nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm, tránh tình trạng lãng phí. Có thời điểm tuổi Ất Tỵ sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực về tài chính, cả khách quan và chủ quan, tuy nhiên ảnh hưởng không quá lớn. Trong thời gian khó khăn thì bản thân vẫn có thể tìm thấy cơ hội tốt để vươn lên hơn người, quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Xét về phương diện tình cảm gia đạo, những người tuổi Ất Tỵ 1965 trời sinh có khí chất quyến rũ có ai sánh bằng, vì cả nam và nữ tuổi Ất Tỵ đều có ngoại hình xinh đẹp, rất biết cách chăm chút cho bản thân, đôi lúc lại quá sa đà vào việc làm đẹp, khiến cho bản thân trở nên quá mức phô trương và lòe loẹt. Lòng kiêu ngạo sẽ được thỏa mãn khi thu hút được mọi sự chú ý của mọi người xung quanh, là người luôn rất tự tin vào sức hút của bản thân, thế nên thường tỏ ra lạnh lùng, kiêu kỳ trước mặt đối phương. Tính cách này cũng là nguyên nhân khiến họ hiếm khi chủ động trong việc bắt đầu một mối quan hệ. Vốn là người giàu tình cảm, nên người tuổi Ất Tỵ luôn mong ước về một mối tình hoàn mỹ, như trong chuyện ngôn tình, họ biết cách quan tâm, chiều chuộng nhu cầu của người yêu, hơn thế nữa những lời tán tỉnh đường mật cũng sẽ khiến đối phương cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Người tuổi này luôn tỏ ra nghiêm túc trong các mối quan hệ tình cảm và sẽ không ngại giới thiệu người yêu với bạn bè, với người thân trong gia đình. Đối với họ, hành động này được coi như một lời cam kết chính thức dành cho mối tình của hai người. Khi yêu một người tuổi Ất Tỵ thì đừng nên nghĩ đến việc lừa dối họ, bởi lẽ họ sẽ sẵn sàng dùng đến những phương thức trả thù ghê gớm. Người tuổi Ất Tỵ càng yêu nồng nhiệt bao nhiêu thì càng tỏ ra ghen tuông bấy nhiêu. Với nội tâm nhạy cảm, họ luôn có cảm giác thiếu an toàn trong các mối quan hệ, đặc biệt là trong tình yêu. Chính vì thế, họ sẽ chiếm hữu và kiểm soát người yêu một cách chặt chẽ, và một khi đã ghen tuông thì sẽ trở nên mù quáng, có thể sinh lòng đố kỵ. Chỉ vì những lý do nhỏ nhặt, kể cả sau khi đã chia tay với đối phương thì vẫn không muốn người yêu cũ tiến đến với bất cứ ai. Vậy nên, bản thân họ sẽ thường xuyên gây ra phiền toái cho người cũ. Chỉ khi học cách nên tỉnh táo và khoan dung hơn thì mới có thể duy trì mối quan hệ tình cảm tốt đẹp. Vận đào hoa của người tuổi Ất Tỵ khá tốt nên sẽ có duyên phận với nhiều người khác phái. Bên cạnh đó, họ cũng muốn được phiêu lưu trong ái tình để thỏa mãn sự hiếu kỳ. Chính vì thế, họ sẽ trải qua khá nhiều mối tình trước khi ổn định cuộc sống hôn nhân. Người tuổi này luôn khát khao cảm giác được yêu chiều, vậy nên người bạn đời của họ phải cố gắng dành thời gian quan tâm họ mỗi ngày. Chỉ cần cảm thấy trống vắng một chút thì họ sẽ dễ dàng bị cuốn theo những niềm vui bên ngoài.
Để gìn giữ tổ ấm gia đình thì phải biết trân trọng cuộc sống hôn nhân hiện tại và khống chế bản thân, không bị mê hoặc bởi những ảo tưởng phù phiếm. Nữ mệnh tuổi Ất Tỵ sở hữu nét duyên ngầm, lại có ngoại hình quyến rũ, vậy nên thường xuyên nhận được sự săn đón của cánh mày râu, họ sẵn sàng cháy hết mình vì tình yêu, nguyện trao trọn con tim cho đối phương, điều duy nhất họ muốn nhận được từ người yêu là sự chung thủy tuyệt đối đến tận cuối đời. Phụ nữ tuổi Ất Tỵ rất đảm đang, biết chiều chuộng chồng, lại giỏi chăm con, lấy được con gái tuổi Ất Tỵ làm vợ, thì người đàn ông sẽ không bao giờ phiền lòng bởi chuyện gia đình. Sau khi kết hôn, con gái tuổi Ất Tỵ thích được chồng quan tâm, chăm sóc như những ngày mới yêu nhau. Ưu điểm của nam mệnh tuổi Ất Tỵ trong tình yêu chính là ngoại hình bóng bẫy và tài ăn nói ngọt ngào, nhờ có vẻ ngoài điển trai. Họ không cần phải tốn công sức mà vẫn khiến nhiều người nguyện trao tình cảm cho họ, đối với người yêu thì sẽ hết lòng yêu thương cưng chiều. Sau khi kết hôn, đàn ông tuổi Ất Tỵ sẽ nỗ lực làm việc để lo cho gia đình có một cuộc sống sung túc. Cũng chính vì điều này mà họ có ít thời gian dành cho những người thân yêu. Lời khuyên dành cho quý mệnh chủ là hãy cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình. Nam mệnh Ất Tỵ chuyện nhân duyên được chia ra làm 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào tháng 1, tháng 2 và tháng 3 âm lịch sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được với bến bờ hạnh phúc. Những ai sinh vào tháng 4, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 10 và tháng 11 âm lịch thì may mắn hơn, chỉ phải trải qua 2 lần thay đổi trong chuyện tình duyên, sẽ được chung sống cùng người mình yêu đến trọn đời. Nam mệnh Ất Tỵ may mắn nhất là những người được hạ sinh vào tháng 1, tháng 5 và tháng 12 âm lịch. Quý mệnh chủ sẽ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong hôn nhân mà sẽ sống hạnh phúc với tình yêu duy nhất của cuộc đời mình. Nữ mệnh Ất Tỵ chuyện nhân duyên được phân thành 3 trường hợp sau. Những người tuổi này sinh vào tháng 3, tháng 6, tháng 8 và tháng 10 âm lịch sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên thì mới đến được bến bờ hạnh phúc. Theo tử vi tuổi Ất Tỵ, những ai sinh vào tháng 2, tháng 4, tháng 7, tháng 9 và tháng 11 âm lịch sẽ phải trải qua 2 lần sang sông thì mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình. Tuổi Ất Tỵ nữ mệnh sinh vào tháng 1, tháng 5 và tháng 12 âm lịch sẽ vô cùng may mắn vì không phải trải qua sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ cùng ý chung nhân duy nhất nắm tay nhau đi đến cuối con đường đời. Xét về phương diện sức khỏe. Tuổi Ất Tỵ sinh 1965, sức khỏe rất tốt, tuy nhiên lại vẫn cần lưu ý các vấn đề về gan. Người tuổi Ất Tỵ lại hay ghen ghét đố kỵ mà nổi nóng. Vì thế cần phải chú ý giữ tinh thần thoải mái, tự mình kiểm soát cảm xúc của bản thân để giữ gìn sức khỏe. Vận trình lưu niên của người tuổi Ất Tỵ sinh 1965 qua các năm. Tuổi Ất Tỵ gặp năm Tý. Xem vận trình lưu niên của người tuổi Ất Tỵ thấy rằng năm Tỵ người tuổi Ất Tỵ có hỷ sự lâm môn, năm này thích hợp để phát triển tình cảm và kết hôn sinh con. Sự nghiệp cũng có bước phát triển đáng kể, song chớ vì thế mà tỏ ra kiêu ngạo coi thường người khác. Tài lộc cũng khởi sắc, quý mệnh chủ có làm gì thì cũng nên lấy đại cục làm trọng, chớ tham lam những thứ ngoài lề. Tuổi Ất Tỵ gặp năm Sửu. Năm này nhiều sự cố ngoài ý muốn có thể xảy ra, vì thế quý mệnh chủ làm việc gì cũng phải cẩn trọng. Do có kẻ tiểu nhân ngáng đường, nên cả sự nghiệp và tài lộc đều không phát triển nhanh chóng được như ý muốn. Quý mệnh chủ cần phải chú ý khi tham gia giao thông, hạn chế đi xa hoặc lao động khi đang mệt mỏi. Tuổi Ất Tỵ gặp năm Dần. Chuyện thị phi xảy ra liên tiếp trong năm này có thể khiến cho quý mệnh chủ cảm thấy mệt mỏi, làm ăn kinh doanh khó khăn do bị đối thủ liên tiếp chơi xấu. Đường công danh cũng trở ngại, cẩn thận bị kẻ khác cướp công. Năm này nên hạn chế gây thù chuốc oán với người khác. Chuyện gì có thể bỏ qua thì nên bỏ qua. Tuổi Ất Tỵ gặp năm Mão, quý mệnh chủ sẽ phải bôn ba vất vả để cầu công danh tài lộc. Do phạm hung tinh thiên cầu nên cần phải chú ý sức khỏe, tránh làm việc quá sức. Hãy nên biết việc gì nên làm và việc gì nên tránh. May mắn là có quý nhân xuất hiện vào cuối năm sẽ khiến cho vận trình có chuyển biến, khắc phục được nhiều bế tắc. Tuổi Ất Tỵ gặp năm Thìn. Xem vận trình lưu niên của tuổi Ất Tỵ thấy rằng nhiều điều thuận lợi bất ngờ sẽ gõ cửa trong năm này. Sẽ gặp được nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp và kinh doanh, do được nhiều người giúp đỡ, nên khó khăn đến mấy cũng có thể vượt qua. Chuyện tình cảm cũng có những dấu hiệu phát triển tích cực, tuy nhiên nếu có ý định đi đến kết hôn thì vẫn cần phải cân nhắc cẩn thận. Tuổi Ất Tỵ gặp năm Tỵ. Đây là năm bản mệnh của con giáp này, vì thế có nhiều sự cố bất ngờ sẽ xảy ra, cần cẩn trọng trong chuyện kết giao bởi biết người biết mặt, khó biết lòng. Thời điểm này cần hạn chế tiến hành các dự án mới. Tốt nhất hãy hoàn thành cho tốt các nhiệm vụ còn dang dở, nếu cách ứng biến linh hoạt trong các vấn đề thì mới có thể bình an.
tuổi Ất Tỵ gặp năm Ngọ. Căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp, năm này vận thế chìm nổi bất định, quý mệnh cần giữ tinh thần ổn định chớ nóng vội, hoặc bi quan, dù gặp vấn đề gì cũng cần phải bình tĩnh để nhìn nhận và đánh giá, từ đó đưa ra cách giải quyết tối ưu. Nếu muốn làm giàu, bản thân cần phải quyết đoán hơn trong các quyết định, nếu chịu đựng được vất vả thì có cơ hội thành công. Tuổi Ất Tỵ gặp năm Mùi, đầu năm sẽ gặp nhiều trở ngại, nhưng từ giữa năm trở đi vận thế ổn định hơn, đến cuối năm thì được bình an, năm này có được có mất, vì vậy muốn đạt thành nghiệp lớn thì bản thân cũng cần phải dám chấp nhận hy sinh, nếu có thời gian dành hãy ở bên người thân nhiều hơn để gắn kết quan hệ với mọi người. Tuổi Ất Tỵ gặp năm Thân, căn cứ vận trình lưu niên của tuổi Ất Tỵ thì quý mệnh chủ sẽ có cơ hội gặp quý nhân là nữ giới trong năm này, khiến con đường sự nghiệp cũng như tài lộc đều có bước bứt phá đáng kể. Tuy nhiên quý mệnh chủ bắt tay vào việc làm gì cũng cần phải bình tĩnh và suy xét cẩn thận, tránh sự nóng vội chạy theo xu thế của thị trường. Tuổi Ất Tỵ gặp năm Dậu, đường tài lộc nhìn chung phát triển thuận lợi theo năm, song vẫn cần phải đề phòng kẻ tiểu nhân tìm cách ngấm ngầm hãm hại. Tuy nhiên dù túi tiền có dư giả đến đâu thì cũng chớ nên chi tiêu lãng phí, cũng chỉ nên cho những người đáng tin cậy vay mượn tiền của mình, hạn chế hợp tác với người quen. Tuổi Ất Tỵ gặp năm Tuất, cát tinh sẽ đem tới cơ hội trong năm này, nếu chủ động nắm bắt thì có thể sẽ gặt hái được thành quả hơn. Người xa quê làm ăn cũng gặp nhiều may mắn và nên chú ý xây dựng các mối quan hệ xã giao rộng rãi, ắt có lợi sau này. Tuy nhiên, có thể dễ mắc bệnh nhẹ dẫn đến hao tài, song hãy nhớ tiền bạc là vật ngoài thân, quan trọng là phải giữ gìn sức khỏe của mình. Tuổi Ất Tỵ gặp năm Hợi, dù con đường công danh tài lộc có hanh thông đến mấy thì cũng chớ nên tham lam quá mức, nếu thấy đủ thì nên dừng lại đúng lúc, có như vậy thì mới có thể được tận hưởng hạnh phúc, còn nếu làm việc bất chấp thủ đoạn thì sẽ vướng phải vòng lao lý, gây ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Vận mệnh tuổi Ất Tỵ với tháng sinh âm lịch. Người tuổi Ất Tỵ sinh vào tháng Giêng, vào tiết lập xuân, thường có vận tốt nhưng phải bôn ba khắp nơi, ít được thảnh thơi. Người tuổi Ất Tỵ sinh vào tháng 2, thường được hưởng phúc khi về già, cuộc đời thăng trầm. Người tuổi Ất Tỵ sinh tháng 3, là người thông minh, sôi nổi, ưa hoạt động, số may mắn, tay trắng lập nên nghiệp lớn. Người tuổi Ất Tỵ sinh tháng 4, là người hào hoa phong nhã, oai phong lẫm liệt, có ý chí nhưng thiếu quyết đoán, số may mắn, phú quý, có vợ hiền, con cháu hiển vinh, tâm hồn luôn được thảnh thơi vui vẻ, đây là người có thể làm được mọi việc, nhưng nhất thiết phải có tầm bao quát. Người tuổi Ất Tỵ sinh tháng 5, sự nghiệp kinh doanh thuận lợi, đời sống vật chất dư giả, cuối đời gặp nhiều may mắn, là người cung kính lễ phép được mọi người quý trọng. Người tuổi Ất Tỵ sinh tháng 6, là người phong thái tôn nghiêm, có tài quản lý, số có gia thế hưng vượng, mọi việc thành công như ý, có vợ hiền, đẹp, đảm đang, con gái vinh hoa. Người tuổi Ất Tỵ sinh tháng 7, sinh vào lập thu tuyệt đẹp khí tốt, là người có chí khí lớn, đáng tin cậy, dễ lập nên nghiệp lớn, nếu là nữ giới sẽ rất thông minh, quyền thế hiển hách ung dung tự tại. Người tuổi Ất Tỵ sinh tháng 8, bản tính thông minh, ứng biến linh hoạt, trung thành, nghĩa hiệp, số phận may mắn luôn vượt qua được gian khó, sự nghiệp dễ thành. Người tuổi Ất Tỵ sinh tháng 9, là người quyền thế hiệp nghĩa, nhưng dễ nản chí trước khó khăn, số có cuộc sống bình yên, vinh hoa, phú quý, một đời được hưởng phúc êm ấm. Người tuổi Ất Tỵ sinh tháng 10, sinh vào tiết lập đông dịu mát, số thanh cao, trường thọ, no đủ một đời, thuận lợi, tuy có lúc gặp hiểm nguy nhưng nếu biết kiên trì vượt khó thì mọi việc đều tốt đẹp. Người tuổi Ất Tỵ sinh tháng 11, số ít may mắn, cuộc sống thiếu thốn, hay gặp thất bại, không được trợ giúp, có làm ăn kinh doanh nếu làm chủ được mình kiên cường vượt qua gian khó cũng sẽ có nghiệp lớn, là người bảo thủ nhưng khiêm nhường, có chí nhưng không gặp thời, hay âu lo phiền muộn. Người tuổi Ất Tỵ sinh tháng 12, số nghèo khó, khác cha mẹ, anh chị em, nên cẩn trọng khi kết giao bạn bè. Chọn tuổi Sông Nhà năm mới 2024 cho cô bác tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Quý cô bác thân mến, chọn tuổi Sông Đất, tuổi Sông Nhà 2024 hợp mệnh với gia chủ sẽ mang tới vận đỏ như son, may mắn ngập tràn, phú quý dồi dào trong năm mới. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người Sông Đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ, đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đó, như vậy tuổi Sông Đất sẽ mang lại cát khí và tài lộc cho gia đình. Sau đây là những tuổi tốt để Sông Đất trong năm mới, giúp cô bác đón tài, rước lộc về nhà, xin mời cô bác cùng tham khảo. Kỷ Dậu 1969, tốt, Canh Tý 1960,
tốt, Nhâm Tý 1972, tốt, Canh Thân 1980, tốt, Tân Dậu 1981, tốt, Mậu Thân 1968, khá, Tân Sửu 1961, khá, Đinh Tỵ 1977, khá, Kỷ Tỵ 1989, khá, Canh Ngọ 1990, khá. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Ất Tỵ trong năm Giáp Thìn 2024 là Giáp Thân 1944, xấu, Giáp Tý 1984, xấu, Bính Dần 1986, xấu, Nhâm Thân 1992, xấu, Giáp Tuất 1994, xấu, Ất Hợi 1995, xấu, Bính Tý 1996, xấu, Ất Sửu 1985, xấu, Quý Dậu 1993, xấu, Đinh Sửu 1997, xấu. Bản mệnh nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng để đi xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc. Bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý, thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 3 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình cô bác nhé. Tiếp theo, trong chuyên mục Phong thủy may mắn năm 2023, Minh Đường Tử Vi chia sẻ tới quý vị về phong thủy may mắn, giúp Ất Tỵ gặp hung hóa cát, đón năm mới may mắn bình an. Chuyên gia phong thủy đã hướng dẫn 3 cách xả xui cuối năm, đón cát khí cho năm mới. Thứ nhất, dùng muối đón vận may vào nhà. Muối có tính mặn, dân gian xưa hay dùng có thể xua đuổi tà ma, trừ tà, đem tới sự may mắn, bình an và năng lượng tích cực cho mọi thành viên trong gia đình. Cách xả xui bằng muối thực hiện như sau, cho muối biển vào nồi hoặc chảo, rồi đổ cồn xâm xấp mặt muối, châm lửa đốt và chờ cồn cháy hết, thì cho phần muối được đốt cháy vào túi và mang ra ngã ba bỏ đi là xong. Lưu ý, đốt cồn muối cần đóng cửa để tránh gió thổi vào mà làm tắt, xông nhà bằng muối xong hãy mở cửa ra để ngôi nhà đón nhận những năng lượng mới, tích cực hơn. Đơn giản hơn là rác muối biển vào từng góc nhà, trước sân, trước cửa để xua đuổi tà ma và đón vận may cho mình và gia đình. Hoặc muốn kết thúc chuỗi ngày đen đủi, xui xẻo, bạn có thể cầm một nắm muối sau đó ném qua vai trái của mình. Lưu ý là phải ném qua vai trái nhé, bởi nếu lỡ ném qua vai phải thì bị cho là xui xẻo còn tăng thêm gấp đôi nữa đấy. Theo chuyên gia phong thủy, ông bà từ xa xưa đã có câu nói, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, muối là muối ăn hay muối sống, và vôi là vôi sống. Theo ngày xưa, muối và vôi là hai chất để trừ tà và đem lại sự may mắn cho người dùng. Muối có thể tịnh hóa khí trường, sát khuẩn cực hữu hiệu, do đó người ta thường hay rắc muối ở từng phòng và trước cửa nhà để xua đuổi tà ma, đón vận may vào nhà. Tục sám muối còn cầu mong sự đậm đà,
hòa thuận trong tình cảm gia đình, sự mặn mà trong các mối quan hệ cuộc sống. Thứ hai, dọn nhà, tạo hương thơm dễ chịu cho ngôi nhà. Một ngôi nhà bừa bộn với mùi hôi, khó chịu, tanh tưởi, ẩm mốc sẽ khiến không gian trong nhà trở nên bí bách và mang năng lượng xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận. Cách đơn giản bạn có thể thực hiện là dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà của mình. Hành động đơn giản này còn mang ý nghĩa chút bỏ những điều không may mắn, chút bỏ cái cũ để đón những nguồn sinh khí mới, năng lượng mới tích cực hơn. Có thể dùng các loại tinh dầu thiên nhiên để kích thích nguồn năng lượng tích cực trong nhà, hay dùng bột tẩy uế giúp thay đổi trường khí và mang lại cát lành may mắn cho các thành viên sống trong ngôi nhà, hoặc dùng hoa tươi, nến thơm hay tinh dầu thơm để xua đi mùi xú uế, cải thiện không gian sống, lưu giữ hương thơm giúp ngôi nhà dễ chịu, thư thái, đổi vận đón tài lộc vào nhà. Đốt trầm là cách nhiều người dùng để loại bỏ xui xẻo, tăng cường năng lượng tích cực cho ngôi nhà, nên chọn những loại hương nồng như gỗ đàn hương, hoa nhài, tốt nhất là trầm hương để xông nhà, giúp loại bỏ những điều không may, xui xẻo, trừ tà khí và tăng cường năng lượng dương cho không gian sống. Quan trọng là chọn mua được loại trầm chuẩn, chất lượng, tránh mua loại trầm có tẩm chất hóa độc hại. Có nhiều loại trầm hương khác nhau nên cách xông trầm cũng có khác. Với trầm hương bột, cho bột trầm hương vào lò đốt trầm bằng điện để khói lan tỏa ra khắp phòng. Với nụ trầm hương, đốt nụ trầm hương trên đĩa và để khói tự lan ra. Với trầm hương mảnh, cho trầm hương vào khay đốt chuyên dụng, sau đó bê đi quanh nhà để khói trầm hương có thể lan tỏa ra khắp không gian sống. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.